chào cả nhà. Lan đang ở cái factory này ở đây nha. Chị em cứ bấm lên In July nè, Home Collection, thì mình bấm lên vậy thì nó sẽ nhảy địa chỉ nha. Đó, rồi mời cả nhà đi theo Lan vô trong factory nha. Cái factory này đặc biệt là nó bán áo rối, ga gối, giường nha. Giá rất là rẻ nha chị em. Đó, giá rẻ lắm. Đó, nguyên cái factory này nè, đó là bán đồ xài đó, trong nhà đó. Rồi mời cả nhà đi theo Lan vô trong nha. Hello, chào cả nhà. Lan đang ở trong cái wholesale bán giống như là khăn, giường, mùng mền, chiếu gối dịch vị đó cho bà con. Rất là nhiều nha. Bây giờ Lan đang đi lựa mua khăn tắm mà cái loại nào cho nó hút nước đó nha. Lan đi coi rồi. Rồi mời cả nhà theo Lan nha. Cái người bán mới chỉ Lan ở đây nó đang 50% off nha. Thì ở đây cái khăn này 24 đồng, 25 đồng. Bự nữa là 35 đồng thì nó sale half price nha bà con. Cái này là còn 12 đồng rưỡi là ở đây nè. Wow, màu đẹp đẹp không à. Đó. Ồ, đẹp đẹp không à. Đẹp quá. Để Lan lấy nha mấy cái rồi. Ồ, màu đẹp đẹp, lượng màu cái đi nha. Bốn màu bốn cái. Ok. Đó, bốn màu bốn cái. 1 2 3 4. Không có lấy màu trắng nha. Đây nó có màu trắng với màu hơi đen quá à. Tối quá Lan không lấy nha. Thật ra ở ngoài nó hơi đen nha. Vô phim thì trắng chứ đen hơi đen đen. Ồ, bán đủ hết bà con, ở nhiều lắm nha. Đó, mùng mền ra áo gối gì đủ hết á. Để Lan đi dạy vô trong nữa nha. Ở đây giống như là wholesale vậy. Gói ngồi chơi nè, đẹp không? Cái mấy cái cushion nè, 20 đồng cái. Wow, dễ thương quá ha. Đẹp thiệt chứ. Mở này đem về chắc thằng Mai Lộn nó cắn à. Trời ơi. Cái này là bảo đảm về tới thằng Mai Lộn nó cắn mấy cái cục này liền. Thôi khỏi mua đi. Nè mấy áo gối đẹp đẹp không à. Đó. Ôi. Đẹp quá đi. Mấy gối này mình kê lưng mình ngồi á chị em. Rồi ra giường. Ra giường là quá trời luôn nha. Đủ loại hết nè. Để Lan đi dài tới. Bán dầu thơm để trong nhà nữa nha bà con. Đây khăn nữa nè. Ủa khăn nè. Ở đây là giống như cái factory nha chị em. Cái hãng nha. Cái factory nha. Nên nó bán giá rất là rẻ. Có mấy cái khăn nữa nè. Khăn cổ đang sale nữa nè. Nói chung nó sale nhiều lắm nha. Đang sale đó. Thôi Lan đi ra. Đi ra đi ra. Rồi Lan lựa được 4 cái nha. Thì thay vì mình mua giá thường là được có 2 cái thôi. Cái này nó half price thì mua được 4 cái. Đó, rồi để ra trả tiền. Đó, mấy cái mùi thơm để trong nhà. Thơm thiệt chứ. Thơm thiệt chứ không phải thơm chơi nha. Tao không có chơi luôn nè. Ồ, mấy cái màu đẹp đẹp không mà. Ga giường áo gối đó nè. Đẹp lắm. Ở đây giống như cái factory vậy nha chị em. Rồi Lan đi ra đi về nha. Để Lan quay cái shop ở đâu cho bà con biết. Nói chung mình Lan ưa xài đồ sale lắm nha chị em. Này là 50% off nè. Rồi để Lan quay cái factory này cho bà con. Ở ai ở khu vực là đây mua đó. Thì lỡ coi đi dự ý thì mình mua. Lúc nào nó cũng nhậm khi nó sale tới 70-80% nữa nha chị em. Đó, thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Bye bye. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Bye bye cả nhà. Cái factory này nó nằm ở khu vực Nọt nha chị em. Nằm trên đường Gapany á. Thì chị em nào muốn đi Lan có để địa chỉ đó. Thì tới mua đi, nhầm khi nó sale 50%, nhầm khi 80% không chừng nữa.